không mà xa xa mình chọn mình hái luôn. Gỗ rồi. Trời ơi, té rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ chấm vô miếng hành, chấm vô miếng mắm nè. Wow, ngon quá trời, ngon nhiều nữa. Muốn ăn liền vậy đó. Thêm một miếng cá này để lên, trời ngon. Thêm miếng nữa. Nghiện luôn cái món này luôn đó, đơn giản mà cực kỳ ngon. Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ đi hái bông lục bình đây. Về bông lục bình mà chấm với lẩu mắm hoặc kho mắm đồ ngon lắm nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Đến nơi rồi đó mọi người ơi, nó thấy được vài bông rồi đó. Một màu tím rất là đẹp luôn nha. Wow, đằng kia quá trời luôn kìa. Đằng kia nhiều ghê luôn á. Đằng kia quá trời luôn. Sát mé này nè, hái một bông luôn. Nhìn thấy đẹp quá, đẹp. Đẹp mà ăn cũng ngon đó nha mọi người. Đây. Quá đẹp. Này mấy cái như cái máu meo này nó chuẩn bị nở nè. Bữa hai bữa nó là nó nở. Hai bông nó thấp trước, ở giữa chắc phải lội xuống quá. Nó bị lạnh nè. Bông nhìn đẹp mà ăn cũng ngon đó nha mọi người. Đây. Rồi đằng kia kìa, đằng kia mới nhiều. Nhiều lắm luôn. Đây một đám luôn nè. Đây nhiều nè mọi người ơi. Hey. Làm lẩu mắm ăn là ngon hết sảy luôn. Cái hàm ghê. Cái này nó chưa có gộ lắm, vậy bữa nó gộ còn nhìn thấy còn đẹp dữ nữa. Quá nhiều luôn. Tiếp tục hái cái đám bên đây. Rồi cho rắc một cái nguyên nào lọt. Còn mấy bông ở xa hái được, thấy lỗi quá. ngon. Có cái bông ngoài xa xa mình chọn mình hái luôn. Được gỗ rồi. Té rồi mọi người ơi. Sẵn uống nước hái bông này luôn. Rồi. Cái đội trộm hái té knock out. Nước vô lỗ tai rồi. Ôi. Nghỉ hái luôn. Được gỗ rồi. Bé sợ mà lờ luôn. Đồ gồng trái quá trời luôn, này vô chấm mắm ăn cũng ngon lắm nha mọi người. Kìa bên đây nè. Quá trời nhiều luôn, đây nè. Đồ gồng này mà chấm mắm là hết sảy rồi đó. Quá trời cái đồ gồng luôn. Thì mình sẽ lên hái mớ được. Kìa, bên đó quá trời luôn. Đây, mình đi gửi xong rồi nè. Nhìn ngon chưa mọi người ơi. Nhìn non ghê luôn á. Quá non luôn. Có mớ đục gồng rồi bỏ vô chấm mắm mà nó mới ngon nha. Hấp dẫn quá rồi đó. Đây. Mắm kho cách ha nha. Nhìn ngon chưa. Thêm ớt nhiều nữa mới ngon nha. Sắc càng ớt thì nhiều càng cay cay mới đã. Nhìn thấy là hấp dẫn rồi đó. Quá ngon. Còn lục bình mà chấm với mắm kho cá tra là hết sảy cho mọi người. Màu sắc rất là đẹp, ăn rất là ngon luôn nha. Quá hấp dẫn, quá ngon. Mình sẽ chấm vô miếng mắm nè. Wow, ngon quá trời ngon gì ha. Muốn ăn liền vậy đó. Thêm một miếng cá này để là trời ơi nó ngon. Thêm miếng nữa để là cái này là ăn phải hết nồi cơm á mọi người ơi. Quá ngon này, quá ngon. Dẫn. Mọi người thử đi nha. Đảm bảo là ghiền luôn cái món này luôn đó. Đơn giản mà cực kỳ ngon luôn.